Em với người yêu quen gần 3 năm chuẩn bị đám hỏi, tức là chưa cưới, chuẩn bị tức là hỏi, tức là chưa cưới mà chuẩn bị thôi, tức là cũng chưa hỏi luôn. Em với anh ấy cãi nhau lớn về những vấn đề chuẩn bị đám cưới, chụp hình chỗ ở. Cụ thể trước anh ấy hứa giờ thì thay đổi, không thống nhất với em, nói em đòi hỏi. Em với anh ấy cãi nhau, gia đình em biết chuyện không chấp nhận nữa, hai bên gia đình biết chuyện và buồn vì nhau. Ngày đám hỏi thì đang đến gần, em phải làm sao đây ạ? À? Chuyện của em nó chỉ đơn giản nha, cái mối quan hệ nó đang hư, nó giận là nó không phải chuyện đám hỏi ngày cưới, cái chỗ đám cưới mà gây nhau, nó là do cái cảm giác yêu nó tụt, và nó là có những cái cảm giác áp đặt ở trong đó, tức là anh ta tụt cảm giác yêu. Ok, em thì lại là mong muốn có tốt hơn, cho nên khi vào trong cái chuyện cưới á, thì em sẽ thấy là anh không có giống như ngày xưa, anh hồi cho anh hứa cho này, bây giờ anh thay đổi. Em ơi, đằng sau lưng đó nó là cái cảm giác yêu đã tuột mà em không nhận ra, là em nghĩ là do chuyện đám cưới, chụp đám hỏi, chụp hình ở đâu, tổ chức ở đâu mà nó tụi em cãi nhau. Cãi nhau vì cái cảm giác yêu tuột mẹ rồi. Và những cái sự kiện biến cố đó nó sẽ làm cái cảm giác yêu tuột hơn, và tới một lúc nào đó nó vỡ hẳn. Câu hỏi của em là em phải làm gì đây ạ? Anh rất tiếc là đi xa tới điểm này mà cảm giác yêu tuột, mà tới một cái ngưỡng nào đó đó, mà nếu như cưới là bất hạnh đó. Em thấy cái câu trả lời cho em nó sẽ rất khó đón nhận cái điểm này. Tại vì em nói em nghe là một cái thời kỳ hẹn hò nha. Đấy, anh nói đi, em tự thấy câu trả lời. Thời kỳ hẹn hò là do người đàn ông rung động, nó bắt đầu là do người đàn ông rung động mạnh mẽ với một cô gái. Cái anh đang sắp nói các bạn không thiếu và không thừa chữ nào nha. Cái thời kỳ hẹn hò nó nên bắt đầu bằng việc một người đàn ông rung động rất là mạnh mẽ với một cô gái. Và chính vì sự rung động mạnh mẽ đó mà anh ta tới theo đuổi cô gái. Và trong cái quá trình anh ta theo đuổi, anh ta sẽ đầu tư rất nhiều vào mối quan hệ và dẫn tới sự thay đổi phiên bản của anh ta trong quá trình này. Và cô gái đương nhiên để cho cái việc nó xảy ra như vậy thì cô gái nên tập trung vào bản thân để trở thành cái phiên bản có sức hút hơn, tốt đẹp hơn. Và chính vì cái quá trình hẹn hò với cái tương quan đó, người đàn ông đeo đuổi thay đổi, vượt qua những thử thách thay đổi, đeo đuổi cô gái, thì sẽ tới một cái trạng thái mà người đàn ông yêu cô gái, gọi là đổ đó, người đàn ông đổ đó, trạng thái fall love. Và ở trong trạng thái fall love thì cô gái đó anh ta tự cảm nhận là quan trọng hơn anh ta, tự cảm nhận. Và ở cái trạng thái đó người đàn ông đó rất muốn cô gái được hạnh phúc. Thật ra nguyên quá trình anh ta đều muốn, nhưng mà tới cái trạng thái đó cực kỳ, và anh ta muốn cưới cái cô gái đó, muốn cô gái được của anh ta, và anh ta tự hào và hạnh phúc về điều đó. Thì ở trạng thái đó nó rất là hiếm những cái thứ mà dẫn tới cái xung đột như mình tả hồi nãy, và ở ngay cái đám cưới lúc đó rất nên xảy ra. Và lúc đó cái quan hệ vợ chồng nó xảy ra là tốt đẹp. Lúc đó họ chuyển qua cái trạng thái hôn nhân, và hôn nhân thì họ xây dựng, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, từ đó trở đi. Đó, anh tóm lại cái thời kỳ hẹn hò nó nên như vậy. Bây giờ chuyện của em thấy nè, không biết cái đoạn đeo đuổi nó có hay không, sự rung động bao nhiêu không biết, nhưng mà bây giờ nó đi tới cái đoạn này, cảm giác yêu nó không tới mà nó sụp xuống. Rồi bây giờ này, tưởng tượng tiếp nè, nó sụp xuống đến hôn nhân, phải căng rồi. Tại vì cái đó là cái khổ đó. Nhưng mà trả lời câu hỏi cho em á, không lẽ anh nói vậy nha, các bạn không nên tiếp tục mối quan hệ này, nó nên ngưng đi, giải tán. Thì em sẽ thấy là anh Tuấn vô tư vấn anh chỉ tầm bậy nha. Tại vì sao? Tại vì đó phải các em mong muốn. Mà bây giờ nếu mà nói tự nhiên ngưng thì em sẽ thấy sao ngưng được, tự nhiên đang quan hệ nhau, đang sắp đám hỏi, tự nhiên bây giờ chạy qua nói tôi bỏ kèo. Em thấy là nó cũng không không làm nổi luôn, tức là không làm nổi, chứ mà tức là không phải là không nên làm luôn, không làm nổi, không muốn không làm nổi. Giờ ngày hỏi đã chuẩn bị rồi mà em cũng muốn có chồng, bây giờ quan hệ nhau 3 năm rồi, từ gần 3 năm rồi, giờ tự nhiên cái ngưng thì em thấy là em bị kẹt. Tức là bây giờ lùi không được, tiến không được, gọi đúng kẹt đúng không? Tôi thấy có vẻ như càng đau đớn, hình như là tới không được luôn. Bây giờ kêu lùi, lùi không được luôn. Anh tư vấn cho em, khi em hiểu được cái chất của mối quan hệ, khi em hiểu được cái nguyên nhân, khi em hiểu được cái nên, nên là gì, còn bây giờ thì đang ở đâu ở cái chữ nên đó, tức là cái mối quan hệ nó nên đi như thế nào để gọi là tốt đẹp, và bây giờ mình đang ở đâu so với cái điểm tốt đẹp đó, thì tự nhiên em có câu trả lời. Và cái câu trả lời nó nằm ở chỗ em phải thay đổi là chính đó. Tại vì cái đó nó giải quyết cái chuyện hạnh phúc của em. Còn mối quan hệ nghe tới đây thấy không tốt. Bởi vì đó là khi anh nói ra theo cái câu trả lời là em nên làm gì, anh ra sẽ nói bây giờ em phải ngưng mà em tập trung bản thân em, thì em sẽ thấy là xong ngưng được. Em hỏi đang đăng ký rồi, ví dụ như cái ngưng suốt 7 khó vô cùng đúng không? Em tự cho mình cái câu trả lời phần đó đi, anh chỉ đưa cho em thấy được là cái mối quan hệ em thay vì nó đi như thế này nha, thì bây giờ anh đi như thế này và rồi ở đây là đám cưới. Và anh chỉ nói một câu, nếu mà cảm giác yêu tù, lặp lại nha, nếu cảm giác yêu tột trong cái ngưỡng nào đó quá thấp, không nên cưới. Thực ra
đối với anh cái tiêu chuẩn mà để tốt đẹp đó, là không phải là tụt quá thấp hay là thấp hay là trung bình mà cưới, mà là sao lên cao nhất mới nên cưới. Cái đó nó mới ra được cái hạnh phúc một cách tràn trề. Còn cái dạng siêu siêu ảnh ảnh về 2-3 điểm về bơm bánh xe lủng ấy, sao mà xây dựng nó cực vô cùng cực luôn, nó có động lực. Ok, trả lời tới đây biết rồi, em phải làm sao đây ạ? À? Em phải thay đổi phải phiên bản của mình, phải nhanh chóng và quyết liệt thay đổi cái đó trước. Ok, em chào anh Tuấn, chúc anh ngày tốt lành. Ba của người yêu em bị nhiễm Covid, ở quê một mình nên anh rất lo, cái đó hiển nhiên. Anh là kiểu người bị mọi người nghĩ vô tâm nhưng thật ra là sống rất tình cảm, bình thường. Chúng ta vẫn thường phán xét nhau cho nên chuyện như vậy không có gì khó hiểu cả. Thể hiện qua hành động hơn lời nói. Em biết nên để đàn ông tự giải quyết vấn đề của mình nên em không gọi hay nhắn tin quá thường xuyên như lúc trước. Nhưng em xin lời khuyên của anh Tuấn thì em nên động viên và làm gì vào những lúc này khi em gặp khó khăn, mệt mỏi hả? Em cảm ơn anh, em không nên làm gì hết. Em chỉ nên tập trung vào mình, làm cho mình vui và hạnh phúc nhất. Mà nếu như anh ta cần cái giúp đỡ gì hay cần cái sự thông cảm thì em thể hiện cái sự thông cảm đó thôi. Em không cần chủ động, em chỉ cần đứng xa, tập trung vào mình và lâu lâu cho anh ta cái cảm giác là em luôn ở đây, nếu anh cần gì cứ nói. Vậy thôi, đừng cứ sát lại gần. Em chẳng cần làm gì, em chỉ cần làm cho em tốt đẹp để anh ta giải quyết chuyện anh ta. Nếu anh ta cần, anh ta sẽ nói. Đàn ông khi mà cần giúp đỡ gì đó thì cái đầu tiên người ta chạy đi tìm sẽ là những người mà họ tin là giúp họ được, thường là chuyên gia ở trong cái cách nghĩ của họ. Giả sử nha, nếu họ bị kẹt về kinh doanh đi, họ làm thành đạt đi, thì họ sẽ đi tìm cái người nào biết về kinh doanh, chứ họ không có quay qua người phụ nữ. Cho nên là người đàn ông mà làm trong kinh doanh, giả sử như họ chưa đạt được thường sành đạt hay là bị vấp ngã hay là bị gì đó, mà người phụ nữ cứ chạy vô anh làm gì là được, sai rồi anh phải sửa lại này kia, là bạn thấy là họ chống bạn tối đa. Tại vì cái đó nó đè họ xuống, nó làm cho họ cảm giác tồi tệ hơn, là giống như là anh không biết làm, anh là cái đồ kinh doanh kém, đại loại đó. Họ sẽ cảm giác vậy, mà cái đó là bản năng nha. Họ không nhận được, tại sao? Tại vì họ không coi bạn là chuyên gia, họ không có cái cảm giác đó cho nên họ không coi. Okay. Và thật sự là bạn đôi khi bạn khuyên những lời khuyên của trời đó khởi thiệt chứ phải không? Nhưng mà cái khổ cái chỗ này là bạn có cái ý tốt và bạn nghĩ là bạn đúng. Okay. Bạn vẫn có thể đúng, nhưng mà cái cơ bản là bạn nghĩ là bạn đúng, nhưng mà anh ta thì lại không đón nhận theo cách nghĩ của bạn. Và bạn đưa ra, chưa nói tới việc là bạn có thể có sự áp đặt trong cái cách đưa ra, thì cái đó cộng lại nó làm cho anh ta cảm giác phiền phức quá, stress quá, là công việc nó mệt rồi, gặp cái cô này cứ nói hoài. Nếu như họ muốn giúp, họ sẽ đi tìm cái người mà họ biết, họ nghĩ là biết cách giúp họ, thường là những cái người chuyên gia trong đầu họ. Cho nên họ sẽ vào, họ nghiên cứu chỗ này chỗ kia, họ hỏi những cái người nào đó, nhỏ không hỏi bạn, thì họ không coi bạn chuyên gia, bạn không nên dính vô, không nên dính vô nhiều. Bạn chỉ giống như là ở ngoài thôi, nếu anh cần góp ý thì em sẽ góp ý, vậy thôi, đừng nhào vô. Thì cái đó cơ bản đàn ông người ta là vậy. Cho nên bạn thấy là khi người ta đụng chuyện gì, người ta hỏi những người khác, nó hỏi người phụ nữ, tại sao họ không tin cái người phụ nữ thì biết bạn, có vậy thôi. Okay. Đó để các bạn hiểu được sự khác biệt của đàn ông và phụ nữ. Còn người phụ nữ đụng chuyện cái quay qua người đàn ông bắt đầu nói, thậm chí không cần câu trả lời luôn, cứ nói thôi. Tức là người phụ nữ không cần giải pháp, chỉ có chuyện. Đàn ông thì họ tìm giải pháp ở cái người mà họ tin là cho họ được giải pháp. Còn người phụ nữ không cần giải pháp, nhưng mà ngược lại thích nói. Khi có chuyện gì đó cứ chạy ra nói. Nhưng mà nếu mà thu âm lại một đoạn dài nha, coi lại thấy là hình như bà lại bà nói thôi, chứ bà đâu có cần giải pháp đâu. Tại vì khi mà nói ra thì người đàn ông nói bây giờ em muốn anh giúp gì, không nói được. Hay là gượng gạo lắm, ông hỏi ba lần đó, giờ muốn cái gì, giả sử nói ra được đi, thì em chỉ muốn là nói vậy vậy, thì người đàn ông nói ok đây là cái cần làm. Thì hồi bạn thấy nè, bạn quan tâm cái người phụ nữ cần gì không, ngồi ông nghe rồi ông ừ hử, ông thể hiện là ông hiểu, ông thông cảm, ông thấy tôi đúng. Đó. Ông chỉ cần vậy thôi, không cần giải pháp, nói đã đời xong rồi hết đi. Mà đàn ông người ta coi cái đó là cằn nhằn đó, vì trong cái lúc chia sẻ đôi khi là tấn công. Đó, cho nên là hai cái giới nó khác nhau nhiều lắm. Sự khác biệt giữa nam và nữ. Ok, nhiều lắm, trong mỗi cái phương diện, mỗi cái khía cạnh, mỗi cái sự việc biến cố trong cuộc sống, bạn thấy là hai nhóm khác nhau. Cách nghĩ, cách hành xử, cách phản ứng khác nhau hết. Chuyện gì cũng vậy luôn á. Ok. Và cái đó là bình thường các bạn. Nó không phải là xấu nha. Một số bạn nghĩ, ủa sao cuộc đời khó khăn, nó không khó khăn đâu, nó là tốt á. Ok. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.